Chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục khui một container Pino Nhật nữa. Và đây là thời điểm mà giá Pino đang tốt nhất. Bởi vì ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho nên là phía đối tác Nhật Bản cũng đã giảm giá rất nhiều cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin thông báo với toàn thể quý khách hàng rằng hiện tại đây là thời điểm để mua đàn Pino giá rẻ nhất. Ở đây là hình ảnh chúng tôi đang trực tiếp khui container đàn Pino. Những cái đàn này được sơn bóng. Đây là đàn điện tử nhé, sơn bóng. Tình trạng đàn này gần như mới tinh. Đây là thu gom trực tiếp từ nhà dân của bên Nhật. Người Nhật thì người ta giữ gìn đồ thì phải nói là rất là mới. Đây, tất cả các thứ bảo quản rất đẹp. Không ghê nhau rồi. Mấy cái đèn giả cơ. Có xe này thế? Đàn sơn đen bóng rất giá trị. Có một cái đàn cấp Roland LX15E. Quá đẹp luôn. Đây là đây là những chiếc ghế của đàn Pino điện, những ghế của Nhật có tăng giảm được độ cao, ngồi thì rất là chắc chắn. Nên là quý vị liên hệ với công ty Nhật Hoàng Phát có địa chỉ kho hàng tại ngõ 686 Chiến Thắng Hà Đông và showroom trưng bày hai kho hàng tại phố Hào Nam, đó là 149 phố Hào Nam và số 3 ngõ 32A Hào Nam. Thì đây là những địa chỉ mà chúng tôi đã có sẵn kho hàng Pino điện, Pino cơ rất đẹp và chờ quý khách đến là mang về thôi. Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, đây là thời điểm mua Pino với giá rẻ nhất chưa từng có từ trước đến nay. Thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ với hotline của chúng tôi 0981 668 368. Xin chào và hẹn gặp lại.